Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với Bảo Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bảo của ngày 26 tháng 12 năm 2023 với đề tài đó là Giao ước đời đời. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa giáo của chúng con, tặng Chúa những ngày qua, Chúa cho chúng con có những ngày lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh thật phước hạnh, có những chương trình truyền giảng. Và con biết còn có những nơi sẽ còn tiếp tục có những chương trình nữa, xin Chúa nghe ở cùng. Cảm ơn Chúa mỗi buổi sáng chúng con được học lời của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của lời Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, phần kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay trong Jeremy đoạn 50 từ câu 3 đến câu 10. Vì một dân đến từ phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu. Không có dân ở nữa, người và súc vật đều trốn tránh và đi mất. Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, trong kỳ đó, con cái Israel và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại. Vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va đến Chúa Trời mình. Chúng nó hướng mặt về Si-ôn, hỏi thăm về nó mà rằng hãy đến, liên kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao ước đời đời sẽ không quên. Dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất, những kẻ chăn làm cho lộn đường, để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. Phàm những kẻ gặp đều vồ nuốt chúng nó, và những kẻ nghịch chúng nó đều nói rằng chúng ta không đáng tội. Vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va là nơi ở của sự công bình, tức là Đức Giê-hô-va, sự trông cậy của tổ phụ chúng nó. Hãy trốn ra ngoài Babylon, ra khỏi đất người Canh Đê, hãy đi như dê đực đi đầu bầy. Vì này, ta sẽ khiến nhiều dân tộc dấy lên từ xứ phương Bắc và đến nghịch cùng Babylon. Các dân ấy sẽ dàn trận đánh Babylon và từ đó nó bị hãm đánh, hãm lấy. Tên chúng nó bắn như tên của lính chiến giỏi chẳng trở về không. Canh Đê sẽ bị cướp lấy, phàm kẻ cướp lấy nó sẽ được no nê, Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 31, Jeremy 31 câu 33. Phần B, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Câu hỏi suy gẫm, Đức Chúa Trời sẽ làm gì khi đến thời điểm của Ngài? Giao ước mới đời đời có những đặc điểm gì? Bài học khích lệ chúng ta phải làm gì khi vấp phải những sai phạm cùng Chúa? Sứ điệp Đức Chúa Trời cho tiễn dân qua tiên tri Jeremy loan báo đất nước của họ sẽ bị vua phương Bắc chinh phạt. Vua quan phương Bắc chinh phạt. Nhưng đến thời điểm của Đức Giê-hô-va cũng là khi dân Chúa đã học đủ những bài học cần thiết để nhận biết mình đã bội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Họ sẽ được Ngài thăm viếng, được trở về, trốn ra ngoài Babylon, ra khỏi đất người Canh Đê, hãy đi như dê đực đi đầu bầy, trong câu 8. Riêng Babylon là dân Đức Chúa Trời dùng như một ngọn roi để sửa phạt dân Ngài, thì đến thời điểm của Chúa họ cũng phải nhận sự đón phạt vì đã chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, cũng như với các nước. Dân đến từ phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa, người và súc vật đều trốn tránh và đi mất, như trong câu 3. Hai vương quốc phía Bắc và phía Nam của Israel là Giu-đa và Israel. Trước đây vì biến cố lịch sử nên phân chia làm hai. Nay trong những ngày đó, trong kỳ đó, tức là câu 4, nói cách khác, trải qua những tháng ngày Đức Chúa Trời phó mặc cho họ tự do sống theo tư dục, thì nay hơn ai hết, họ đã được thấm thía sự tủi nhục, đau đớn vì những sai phạm làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Cho nên, con cái Israel và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Họ không thất vọng hoàn toàn, nhưng lại được sống trong hy vọng khi hướng về Si-ôn, nơi ngự của Đức Chúa Trời, và hãy đến liên kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao ước đời đời sẽ không quên. Câu 5. Đây chính là giao ước Đức Chúa Trời hứa rằng
Ngài sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng để họ không quên, không rời bỏ như đã từng phá vỡ giao ước cũ được khắc chạm trên bảng đá. Phục truyền đoạn 10 câu 4. Trải qua những tháng ngày phục tục, hơn ai hết, dân Chúa đã thấm thía mọi nỗi tủi hờn đủ để ăn năn. Và họ quay trở lại với Đức Chúa Trời trong nước mắt. Khi xoay hướng về Ngài, họ tìm được niềm hy vọng vững bền trong giao ước đời đời Ngài đã lập cùng họ. Ngày nay chúng ta cũng có những tội lỗi sai phạm cùng Chúa, nhưng khi chúng ta biết ăn năn quay trở lại, Ngài sẽ không bỏ chúng ta. Sự thành tín Chúa lớn thay, đức yêu thương Ngài vô bờ. Điều quan trọng là chúng ta không cứng lòng để cứ lún sâu trên con đường tội lỗi, nhưng luôn biết ăn năn quay trở lại, bám lấy giao ước đời đời của Chúa với chúng ta. Câu hỏi suy gẫm của bài học đó là: bạn có tìm được niềm hy vọng khi ngửa trong nơi Đức Chúa Trời không? Cảm ơn Chúa. Cô chú anh chị em có lần nào kinh nghiệm sự sửa phạt của Chúa không? Chúa nói là con thì chúng ta phải nhận sự roi vọt mà cha sửa phạt. Và Chúa muốn sửa phạt chúng ta để chúng ta đi đúng đường lối của Chúa và chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa. Một đứa con ngỗ nghịch đi theo ý riêng sẽ không nhận được phước hạnh mà cha sẵn ban cho. Cho nên người cha phải dạy, phải chỉnh sửa để nó quay trở lại, để nó nhận được phước hạnh của cha sẵn dành. Vậy thì cuộc đời của chúng ta, mọi người hãy xét ở trước mặt Chúa. Chắc chắn, lại tin rằng chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng có những lần vấp phạm, những lần làm buồn lòng Chúa. Và được Chúa tha thứ là một cái điều chúng ta rất hạnh phúc hơn của chúng ta. Ở trong phần Kinh Thánh ngày hôm nay lại nhớ đến cái chỗ mà nói đến là cái người trăng bày đó, hay là người lãnh đạo đó, làm cho bầy của mình đi sai lệch. Đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta thấy những vị vua ở phương Bắc của 10 chi phái, họ không có yêu mến Chúa một vua nào hết. Và phương Bắc trở nên lầm lạc. Đến Jezabel đã làm tan nát. Từ lúc đầu họ đã thờ tượng con bò vàng, họ không thờ phượng Chúa, sai và từ từ đến hư luôn. Đến phải nói rằng Chúa phải sửa phạt rất là nặng rồi. Rồi vương quốc phía Nam, những vị vua nào yêu mến Chúa, dẹp bỏ sự thờ tượng, dẹp bỏ những nơi cao thì Chúa ban phước. Nhưng mà rồi có những vị vua gian ác, như đến thời Manasse, nhiều vua gian ác lắm, không có hướng về Chúa, nhưng mà lại bị chính Natalie, tức là một bà nữ hoàng từ phương Bắc vào và bắt đầu làm hư đi, và những vị vua đã dẫn dân của mình đi sai. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có những vị vua tốt và Chúa cho họ yêu mến Chúa. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy trách nhiệm của mình đó. Mình có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với những người trong hội thánh. Chúng ta đang làm gương như thế nào? Thật là đáng buồn. Bản thân Lợi cũng có những sai sót, những vấp phạm, và rồi đó chính là gì, một cái gương xấu. Và chúng ta xét lại đi, hãy trao mình trong tay của Chúa để chúng ta ít những cái điều xấu, để chúng ta là những gương tốt nhiều hơn. Và xin Chúa ngày cho chúng ta để chúng ta chỉnh sửa lại cuộc đời của mình, rất quan trọng của Chúa anh chị em. Cho nên sau này nếu như chúng ta đã được Chúa chỉnh sửa, hãy thuận phục, hãy trao mình trong tay thương của Chúa để trở nên người được thay đổi, được biến đổi, trở nên con người mới, hầu việc Chúa, làm gương cho những người khác. Hãy cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài, vì bài học mà Chúa dành cho chúng ta. Đây là lời gợi ý trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ, tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ thương xót Ngài đã đối cùng con. Xin cho con biết quay về cùng Chúa với lòng ăn năn những tội lỗi đã vi phạm, để con được sống trong giao ước đời đời của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa giáo của chúng con, cảm ơn Chúa những lần Chúa nhắc nhở chúng con, Chúa chỉnh sửa chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con nhận những điều đó và chúng con biết ăn năn, chúng con biết thay đổi. Xin Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con để ích lợi cho những người khác nữa. Chúng con tạ ơn Chúa. Nhất là trong năm mới 2024, xin Ngài dẫn dắt, giúp đỡ cho chính mình con và của Chúa anh chị con. Xin sử dụng cuộc đời của chúng con.
Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời. Nguyện Chúa ban phước cha thầy chúng ta trong ơn của Ngài. Amen.